Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này thì em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đua đến từ một cái thương hiệu của Pháp là rất được mới xuất hiện ở Việt Nam được khoảng vài năm trở lại đây thôi. Và cái thương hiệu này thì cũng được rất là nhiều người tin dùng, và thương hiệu của Pháp đó là thương hiệu Corollut. Và chiếc xe đua này thì trang bị một cấu hình cực tốt trong tầm giá. Và nó là cấu hình gì và tốt như thế nào thì bây giờ em sẽ trình bày với các bác chi tiết cái chiếc xe đua này. Vâng, như các bác đang nhìn thấy tổng thể trên chiếc xe đua Corollut hiệu Pháp. Xe này thì có hiệu là Bengum 530R. Khung là khung nhôm toàn bộ, nhưng mà nhôm này là nhôm siêu nhẹ, nhôm 6061 các bác ơi. Em chỉnh sáng này tí. Nhôm 6061. Size là size 50cm, phù hợp cho các bác cao tầm khoảng size 50cm, nhôm 6061, cao tầm khoảng 1m62 cho 1m75 là đi chiếc này là phù hợp. Về phần bộ chuyển động của chiếc xe thì trang bị bộ chuyển động rất là tốt, đó là gạt đĩa Shimano 105 như các bác có thể nhìn thấy. Shimano 105 đùi đĩa Tiara, như các bác biết thì trong bộ chuyển động xe đạp đua ấy thì là đứng thấp cấp nhất thì là có tua lây, sau đó đến 2300 là cái đề nó màu trắng tinh, nó không có chữ đấy và nó chỉ có chữ Shimano ấy. Và tiếp theo là đến Sora, rồi đến Tiara, rồi đến 105. Thì 105 và Tiara là đến tốt, rất là khá là tốt trong tầm giá rồi. Và chiếc hơn nữa là cái chiếc xe này em bán là chỉ có giá là dưới 10 triệu đồng. Thì đã được trang bị cái cấu hình Tiara đời cao cấp rồi. Đề của chiếc xe đằng sau cũng như vậy, là đề Tiara, bộ chuyển động bộ đề Tiara luôn. Và chủ xe đã trang bị thêm một cái bảo vệ đề. Líp của chúng ta là 2, 4, 6, 8, 10. Líp 10 tầng. Líp 10 tầng. Cụm phanh, cụm phanh của chiếc xe cũng là cụm phanh, tất cả là cụm phanh Tiara hết. Cọc yên là cọc yên FSA, như các bác có thể nhìn thấy dòng chữ FSA, yên San Marco. Khung nhôm siêu nhẹ 6061, con này rất là nhẹ. Rồi, rất nhẹ. Đây em có thể cầm. Con này nó vào tầm khoảng 89 cân. 89 cân này khung nhôm, so với khung nhôm đấy là rất là khá là nhẹ. Càng ở đằng trước cũng là càng nhôm. Cụm phanh này, cụm phanh Tiara hết. Đương nhiên là tay bấm là Tiara 10 tốc độ. Các bác có thể nhìn lên trên khung hình đây. Ghi Ford, ghi đông là FSA Vero. Cọc yên FSA Vero. Và riêng về phần đôi vành này cũng thế, đó là vành Shimano nguyên cọc. Như các bác để còn nhìn đấy, đây là vành Meyer Shimano nguyên cọc. Vành RS Shimano RS. Shimano RS. Rất bon. Đằng trước của chúng ta cũng vậy, cũng là một cặp bánh Shimano nguyên cặp Meyer hãng. Mày ở hãng Shimano và vành cũng là nguyên cặp Shimano hết. Vành RS. Khung nhôm siêu nhẹ.
khung nhôm khá là nhẹ. Cồn bát của chiếc xe cũng này các bạn ạ. Sơn thì em đánh giá là sơn con này khá đẹp, không có vết xước gì lớn, rất là đẹp, khoảng 90%. Tất cả zin nguyên bản, đùi đĩa, tia ra. Size là 50, nhôm 6061. Đầu tia ra 10, đùi đĩa, gạt đĩa 105, đùi đĩa tia ra, đè tia ra. Bánh cặp Shimano giá là 9.500.000 ạ. Xe vừa về trong tháng 4 năm 2019. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện và về. Và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ. Cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn. Hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay. Cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo, có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh.
Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.